Ở đây thì có trưng bày hai tác phẩm rất là lạ. Tác phẩm Quy Long Phụng Chúa, chủ nhân là Nguyễn Văn Minh, hội sinh vật cảnh thị trấn Cồn, Hải Hậu. Ở phần chân bệ cây này có tạo dáng một con rùa. Hình ảnh con rùa được tạo tác rất là công phu. Và ở trên là những cái rễ bệnh ra được tạo tác hình dáng của một cái ngai. Và đây là hình dáng của một cái lọng. Tác phẩm thứ hai cũng có tên là Quy Long Phụng Chúa. Hai tác phẩm này có hình dáng gần giống nhau. Đây là cái đầu con rùa này. Chân của nó này. Những tác phẩm kiểu dáng độc đáo này có đẹp hay không? Có lẽ còn do sở thích của từng cá nhân. Nhưng một điều khẳng định rằng đây là một tác phẩm được tạo tác rất là công phu, đã được lên ý tưởng ngay từ ban đầu. Cây này có bộ rễ rất là khỏe. Chỉ có những cây có bộ rễ khỏe mới được làm được kiểu này.
Đây là một cây khế. Kiểu dáng của cái khế này cũng rất là độc đáo. Phần gốc của cây này rất là hầm hố này. Xanh chủ nhân còn ký vào đây mấy nhánh phong lan này. Đây cũng là một cây xanh. Cây này cũng được tạo dáng rất là côn. Xanh. Cây này là xanh quê. Cái sinh quê này cũng giả kê. Khu vực này là trưng bày những cây bonsai. Tùng La Hán này. Cây xanh này có kiểu dáng rất là độc đáo này. Xanh kỳ đá. Chủ nhân là Đỗ Triều. Tác phẩm này có tên là Long Quy Xuất Động.
xanh dáng làng. Xanh kỳ đá này. Đây là cây phi lao. Cây này biết tính rồi. Nhà nào nước ngày hai lần tưới. Nếu nó nắng là mưa ngày nào tôi phải sao qua không thả nước. Thả nước thì nó thả nước, nước chứ lúc nào nhà nước lên đây mà vẫn phải tưới lên đây. Vẫn là tưới lên đây. À, bác là chủ nhân của cây này ạ. Vâng. À vâng, bác chăm cây thế. Đấy. Yêu cây quá. Đang chưa nắng mà ở dưới cũng còn rất nhiều nước. Nhưng bác phải ra tưới cho cây này. Đấy, từ sáng giờ bác như vậy là chờ cái điện không có cùng phải đi sạch nước. À, bác đổ nước vào đây ạ. Một chủ nhân rất là yêu cây. Rất ít người yêu cây như bác đấy. Một bác tuổi rất là cao rồi nhưng buổi trưa vẫn ra tưới cho cây. 70 cây số đấy. Một bác gần 70. Đang chưa nắng vẫn chăm cho cây cảnh của mình. Bác cho con cây đo kia này. Đây là cái biển của bác đây à? Biển tôi đấy. Vâng. Chuyển đây là biển của huyện. Vừa rồi thì huyện vừa rồi. Rồi, vâng. Của huyện. Còn mới chưa làm lại hả bác? Chưa, nên tỉnh thì chưa có. Đây là số điện thoại của chủ nhân tôi này. Đấy. Bác Nguyễn Tiến Dũng. Một cây phi lao rất là đẹp. Tuyệt vời. Nóng quá thì cải quần. Không, cháu không dám nhận của bác đâu. Vâng, bác thông cảm, bác cháu gặp được người yêu cây như bác là thích rồi, cháu không dám nhận của bác đâu. Bác cháu không dám nhận tiền của bác. Vâng, không bao giờ bác ạ. Vâng, gặp được người yêu cây như bác là thích rồi bác ạ. Vâng, cảm ơn bác nhé. Vâng. Vâng. Cảm ơn nhé. Vâng. Vâng, cây này của bác già cây đẹp. Cây này nó là phải tầm cỡ 70-80 năm rồi. Vâng. Cây này nó ở các vùng trên các tỉnh phía Bắc thì chúng nó bạn bè nó biết nhiều. Nhưng mà nếu có dịp được nên lấy mạng tí cái này khác để cho chúng nó nhìn thấy. Vâng. Cây này của bác làm rất là kỹ, nó giật ngay từ gốc bác nhỉ? Giật ngay từ gốc. Mà bao nhiêu năm cái vết giật nó liền nó gần hết rồi này. Ngày xưa là nó cắt ngay từ gốc. Vâng. Đấy. Làm cũng rất là kỹ cây này. Bông râm làm rất là kỹ. Nói chung là tiền hậu tả hữu thì đủ hết. Cành rơi rất là đẹp. Cành rơi như vậy đầy đủ hết. Như vậy nếu có ấy thì để thế nên một tí. Bạn bè thì nó nhìn thấy. Đấy là con giang nó biết hết rồi. Vâng. Đây là tác phẩm thứ hai của bác Dũng. Và giá
trực giám làng. Vâng. Đây là một cây xanh.